Rồi, chào anh em buổi sáng nha. Mới về xong hợp đồng một cái máy gặt DC70 đi Sóc Trăng, sáng khách mới vô lựa xong luôn. Rồi, cảm ơn. Đây, giờ để em quay cái máy đó cho anh em xem nha. Đây, máy nó đây. DC70 lút đời 2021 gì á. Để hồi em coi lại, hiện chân còn đẹp nữa hết. Bộ các chi tiết còn đẹp lắm. Rồi xin chào anh em nha. Máy này thì em không có làm bảo dưỡng nha, khách mua về luôn ha. À, đưa một số đồ này nó lạc vặt cho khách về thay vô nha. Đây, chiếc 70 lút. Dàn chân này cũng đẹp lắm nha. Rồi chào anh em gần xa nha. Bây giờ bắt đầu lên máy về Sóc Trăng nha. Máy này thì không làm bảo dưỡng, khách mua về tự làm ha. Máy này đời 2021 gì nè. Để hồi em sẽ ghi lại cho anh em sau nha. Rồi đây là cái chỗ mà em làm bảo dưỡng miễn phí cho anh em đây ha. Thì anh em có mua bên em thì em sẽ làm bảo dưỡng miễn phí giống như mấy chiếc đó hay là đây ha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Rồi xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây. Bên em dễ nhận diện nha.